Một tăng nhân đang đứng cạnh cái cây khô, không ngừng tụng kinh dù người qua đường có nói thế nào. Ông vẫn không chịu rời đi nửa bước, và luôn miệng bảo là Ngộ Không không cho. Người qua đường thấy chán, bèn kể cho cháu gái nghe câu chuyện ở đây. Nơi này tên là Lưu Sa Hà, 500 năm trước một hòn đá từ trên trời rơi xuống, khiến nước sông bốc hơi, biến thành sa mạc. Trước đây có 9 người lấy kinh đi qua nơi này, đều bị yêu quái cắt giết hại. Hắn xỏ đầu lâu vào dây chuyền, đeo trên cổ, bộ dáng giống cô bé bây giờ. Ông cụ sợ tái mặt. Ngay sau đó, một bàn tay dài vươn lên trời, một nhà 4 người nhanh chóng bị nhấn chìm trong sa mạc. Đường Tăng nhìn thấy cảnh trước mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại lời của Tôn Ngộ Không, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng ra khỏi vòng tròn, tất cả đều là ảo giác. Nhưng bây giờ mạng người quan trọng, Đường Tăng vẫn đi ngoài. Ông ôm cô bé đang thoi thóp, lại phát hiện đây là một bộ xương trắng. Không biết đã qua bao lâu, bão cát đã ngừng từ lâu. Tôn Ngộ Không hóa duyên về, nhưng không phát hiện tung tích của sư phụ. Thế là lần theo yêu khí đến trấn Lưu Sa. Cư dân ở đây đều là tiểu yêu hóa thân từ hoa cỏ. Hoa yêu Tiểu Mạn thấy hai người rất đáng thương, trông xấu như vậy còn phải giả làm Tề Thiên Đại Thánh lừa đồ ăn, nên ném một đồng tiền xuống, nhận họ làm nhân viên và bao ăn bao ở. Nội dung công việc chính là nở nụ cười rạng rỡ nhất với khách hàng. Ngay lúc này một đám người bắt yêu đi vào quán trọ, người đứng đầu tên Hoàng Lão Tà. Hắn thấy Tiểu Mạn xinh đẹp như vậy, muốn hút cạn mật hoa của cô, sếp bị đánh, đương nhiên Tôn Ngộ Không không thể đứng nhìn. Giải quyết Hoàng Lão Tà chỉ với một gậy, nhưng cũng vì vậy mà hắn bị bại lộ thân phận. Trấn nhỏ lập tức nháo nhào lên, họ đều là fan của Tôn Ngộ Không, lập tức chiêu đãi toàn đồ ăn ngon. Nhưng trong đó có một linh bà, một lòng muốn lấy mạng Tôn Ngộ Không. Bà ta nói với Tiểu Mạn, Tôn Ngộ Không chính là viên đá từ trên trời rơi xuống kia. 500 năm trước hắn đã hủy Lưu Sa Hà, lẽ nào 500 năm sau để hắn tiếp tục hủy trấn Lưu Sa ư? Yêu linh của các cư dân đang dần tiêu tan, chỉ có lấy được tim đá của Tôn Ngộ Không mới có thể cứu được tất cả. Tuy Tiểu Mạn không nhẫn tâm nhưng vẫn đồng ý. Thế là linh bà tạo cơ hội cho cô, nói có lẽ Đường Tăng đã bị yêu quái cắt bắt mất, mà người có thể tìm được yêu quái chỉ có tiên nhân chỉ đường. Tiên nhân chỉ đường vốn là một đạo đồng nho nhỏ, khi đến Thiên Long tự học tập đã đi qua Lưu Sa Hà, bị một đám cướp sa mạc lừa đi 7 ngày 7 đêm trong sa mạc kiệt sức mà chết. Oán khí mãi không tiêu tan, hóa thành tiên nhân chỉ đường, chuyên chỉ đường đến suối vàng. Nhưng hắn chỉ xuất hiện vào buổi trưa, Tôn Ngộ Không đợi rõ lâu, mới thấy một đạo đồng bò ra khỏi giếng. Nghe Tôn Ngộ Không muốn tìm yêu quái cắt, lập tức từ chối chỉ đường. Dù sao hắn vẫn có đạo đức nghề nghiệp, chỉ đường chết cho người muốn sống. Tìm yêu quái cắt chẳng phải là tìm đến cái chết hay sao? Tôn Ngộ Không thấy tiên nhân không chịu chỉ đường, thế là thẳng thừng ra tay. Nhưng dù sao sa mạc cũng là địa bàn của tiên nhân chỉ đường, Ngộ Không nhanh chóng trúng kế, ngất xỉu. Tiểu Mạn định nhân cơ hội này lấy tim đá, nhưng cô vẫn không thể ra tay. Ngay lúc này Tôn Ngộ Không bỗng tỉnh lại, hai người vô tình hôn nhau. Tiểu Mạn cũng chỉ đành dừng lại tiện tay ôm Tôn Ngộ Không, nhưng tiên nhân chỉ đường thì thảm rồi, bị Tôn Ngộ Không vẽ một vòng tròn cố định tại chỗ, rồi giải quyết bằng một gậy. Trên đường về, Tôn Ngộ Không không thể tập trung, cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn đánh chư bát giới, mặt đỏ bừng, chớp mắt cái đã đến ngày cúng tế. Tôn Ngộ Không quyết định dùng những người bắt ma lúc trước để dụ yêu quái cắt ra, quả nhiên có hiệu quả. Một cái đầu chọc bỗng chui ra từ bãi cát mênh mông, hắn chính là yêu quái cắt, trông có vẻ rất thông minh. Trong sa mạc càng như cá gặp nước, trong thời gian ngắn Tôn Ngộ Không không thể làm gì hắn, còn bị chém vào tay trong khi cứu Tiểu Mạn. Thì ra chỉ cần Tôn Ngộ Không yêu thật lòng, thân kim cương bất hoại sẽ biến mất. Mà tất cả những điều này chính là kế hoạch của linh bà, bởi vì chỉ có vậy mới có thể lấy được tin đá của Tôn Ngộ Không. Sau đó bà ta hút yêu linh của mấy thôn dân, đổ oan cho Tôn Ngộ Không, bảo hắn chính là hòn đá 500 năm trước. Trong đó có một ông cụ từng đọc Tây Du Ký, biết Tôn Ngộ Không là người nước Ngạo Lai, Đông Thắng. Ông muốn vạch chân âm mưu của linh bà, nhưng mọi người đều không tin, cầm vũ khí đối đầu với Tôn Ngộ Không. Nhìn những thôn dân sớm chiều chung sống, từng người ngã xuống trước mặt mình, Tiểu Mạn cũng cầm dao găm đâm vào Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không hề phản kháng mà còn đón nhận, đã là lỗi của mình, vậy cứ để mình gánh chịu đi. Linh bà thấy kế hoạch thành công, lập tức biến thành một yêu quái xấu xí. Bà ta do tâm ma chín kiếp trước của Đường Tăng hóa thành, chỉ khi có được kim đá mới có thể thật sự tự do, không cần tồn tại dựa vào bất cứ ai. Cùng lúc ấy, linh bà thật đang chuẩn bị ra tay, muốn nếm thử mùi vị thịt Đường Tăng, nhưng Đường Tăng không hề hoảng loạn, thậm chí còn muốn tắm. Linh bà từ từ lại gần, một luồng sáng vàng bỗng lóe lên, trên lưng Đường Tăng viết 4 chữ: không thể ăn được. Đây là bùa Phật Tổ đã đích thân viết cho ông. Không có yêu quái nào biết, bởi vì những kẻ biết đều đã chết cả rồi. Ngay sau đó yêu quái cắt xuất hiện giải quyết linh bà, hắn chính là đồ đệ mới mà Bồ Tát tìm cho Đường Tăng. Sa Tăng cõng Đường Tăng đến trấn Lưu Sa, đúng lúc thấy Tiểu Mạn hy sinh để bảo vệ cơ thể Ngộ Không, những cánh hoa bay đầy trời. Đường Tăng khẽ than một tiếng, nhân quả đã được định sẵn từ lâu. Tiểu Mạn vốn là một đóa hoa sống trên đá thần, hấp thu linh khí hóa thành hình người, mà bây giờ cô đang mọc trên ngực của Tôn Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh đã quay trở lại, tuy không còn tim đá nhưng lại có được sức mạnh lớn hơn. Yêu quái xấu xí hóa thành đầu lâu đánh đến, nhưng lại bị đập vỡ chỉ với một gậy. Đây chính là nghiền nát bằng thực lực. Mọi chuyện đã xong xuôi, 4 thầy trò lại lên đường lấy kinh, mà Tôn Ngộ Không lại để lại một vòng tròn, bảo vệ mảnh đất sạch duy nhất trong lòng.
chuyển cảnh đến gốc cây khô nọ. Đường Tăng đang kể chuyện cho những người qua đường lúc trước, chỉ để đổi lấy một miếng thức ăn. Rốt cuộc ba sư huynh đệ thật sự tồn tại, hay chỉ là hình tượng trong tiểu thuyết? Vấn đề này chúng ta không thể biết được. Bộ phim này tên Vạn Yêu Chi Thành, cho chúng ta xem một Tây Du Ký hoàn toàn khác. Có lẽ từ đầu đến cuối, câu chuyện này chỉ có một người. Trên đây là toàn bộ nội dung của tập giới thiệu phim ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé.